Có thể các bạn không tin đâu, nhưng đây lại là chiếc điện thoại phù hợp nhất để các bạn tặng cho người thân trong dịp Tết này đấy. Đây là iPhone 11 các bạn nhé. Không phải là những mẫu iPhone mới mẻ hơn, xịn sò hơn, đắt tiền hơn, mà đây là iPhone 11 các bạn ạ. Nó hiện tại đang có mức giá vào khoảng tầm hơn 11 triệu cho phiên bản 64GB chính hãng mới cứng cựa. Và nếu như các bạn mua phiên bản 128GB thì chúng ta có mức giá vào khoảng tầm 12 triệu 7, 12 triệu 8 gì đó. Các bạn có thể tham khảo tại Cellnet. Cái quan trọng là Tết trao yêu thương là cái sự kiện sale cuối năm của Cellnet, thì có rất nhiều sản phẩm được giảm giá xuống. Và các bạn cũng có rất nhiều deal này, rồi chúng ta cũng có rất nhiều những cái voucher dịp Tết này. Và các bạn cũng có thể đăng ký nhận những cái thông tin ở đây để chúng ta có thể mua sắm những sản phẩm công nghệ tặng cho người thân, cho gia đình với mức giá có thể nói là cực kỳ thơm. Thế tại sao mình lại đánh giá iPhone 11 mới là chiếc iPhone đáng để các bạn chi tiền ra và tặng cho người thân, cho gia đình nhất? Thì bắt đầu kỹ hơn, ngay sau intro mình sẽ giải thích một cách rõ ràng hơn nhé. Thế thì phải làm rõ một cái yếu tố này, nhu cầu của những người lớn tuổi, ví dụ như là bố mẹ của các bạn, thậm chí có thể là ông bà của các bạn, thì nói thẳng ra là nó không quá nhiều. Ví dụ luôn với bố mình đi, thì bố mình cũng chỉ cần có một cái màn hình 6.1 inch như này là đủ dùng. Đương nhiên là càng to thì càng tốt, nhưng mà to quá thì cái việc mà cầm nắm sử dụng cũng như là mang đi mang lại thì nó có thể là hơi bất tiện. Nên là mình thấy cái kích thước màn hình cũng như kích thước tổng thể của một cái máy điện thoại ấy, thì tầm như thế này là vừa phải rồi. Bố mình thì cũng không thể nào nhận biết được ra cái sự khác biệt giữa mấy cái màn hình OLED độ phân giải cao các thứ so sánh với một cái màn hình bình thường như này. Bố mình cần cái màu sắc nó phải rực rỡ một tí xíu và nhìn những cái chữ nghĩa nó phải to rõ ràng là được rồi. Bố mình cần một cái điện thoại pin phải đủ trâu, và cái quan trọng nhất là những cái trải nghiệm bình thường hàng ngày ấy, là nó phải mượt mà trơn tru. Ví dụ như là lướt web này, lướt Facebook này, đọc báo các thứ này. Và quan trọng là loa cũng phải đủ to để mà nghe gọi các thứ, video call các thứ nó phải rõ ràng. Và micro thì đương nhiên là cái thứ mà chắc chắn nó phải thực sự tốt. Bởi vì gọi điện cho con cháu thứ thì phải có mic, nó phải ok chứ. Chứ mic cứ tậm tà tậm tịt, nghe được câu mất thì dẹp vứt. Rồi, thế thì tổng hợp lại giữa những cái yếu tố và nhu cầu như vậy, và với số tiền phải bỏ ra đâu đó chỉ khoảng tầm 11 triệu cho iPhone 11, thì mình thấy là nó hợp với từng thứ một luôn. Nó hợp với từng cái chi tiết nhỏ nhất luôn các bạn. Bây giờ bàn về yếu tố, về mức giá nhá. Mức giá khoảng hơn 11 triệu cho hàng chính hãng cho một chiếc iPhone thì nói chung là mức gọi là vừa phải. Nói chung là cũng phù hợp với con cháu chúng ta mua cho bố mẹ ông bà, chứ không đến mức độ phải bỏ ra quá nhiều tiền, mười mấy triệu, hai mấy triệu, thậm chí ba mấy triệu như dòng cao cấp hơn. Làm đâu phải ai cũng có dư tiền để mua mấy cái điện thoại xịn tặng cho người thân mà, đúng không? Ok. Tiếp theo, hãy nhìn vào cái trải nghiệm. Thì tất cả những thứ như vừa rồi mình nói á, iPhone 11 đều đáp ứng một cách ok. Cái màn hình này như mình đã nói rồi ấy, nó không phải là đẹp, độ nét không cao, chi tiết không cao. Và mắt mình thì quá quen với những cái điện thoại độ phân giải rất cao thì nhìn vào cái màn hình này sẽ đánh giá là nó xấu. Nhưng mà rất nhiều người đã comment trên những video của mình review về iPhone 11 đều đánh giá là màn hình của nó không hề quá xấu. Màu sắc hiển thị vẫn cứ là ok. Và các bạn đang xem kênh YouTube này của mình còn chia sẻ như vậy thì bố mình cũng sẽ cảm nhận như thế thôi. Màu sắc vẫn cứ là rực rỡ, nhìn vẫn cứ là nịnh, nhìn vẫn cứ là đẹp. Đấy mới là cái điều quan trọng mà rõ ràng là iPhone 11 vẫn đang làm tốt ở thời điểm này. Thêm một cái nữa, chẳng may mà có hỏng hóc rơi vỡ cái màn hình này, chi phí thay thế nó cũng đỡ tốn kém các bạn ạ. Không, cái đấy là cái mà mình nói thật lòng. Chứ nếu mà rơi vỡ mấy con màn hình OLED các thứ thay nó cũng hơi căng. Cho dù bây giờ những cái màn hình đến từ bên thứ ba nó cũng đã ok hơn rất là nhiều rồi, nhưng LCD vẫn cứ là rẻ hơn. Ok, tiếp theo, độ mượt thì sao? Quá ngon lành, dùng những cái tác vụ cơ bản. Nói thẳng luôn ra là cho dù đang chạy iOS 16, ví dụ như con này đang chạy luôn là iOS 16.2 luôn, mới nhất luôn, thì nó vẫn đáp ứng một cách rất là ok. Những cái tác vụ cơ bản bình thường, mọi thứ đều mượt mà trơn tru hết. Và nói thẳng luôn ra là không bao giờ phải lo lắng nhiều về vấn đề đấy là có bị lag hay là không. Mua điện thoại Android trong tầm này đôi khi còn suy nghĩ không biết là dùng mấy cái bình thường nó có bị lag giật giật đơ đơ hay là không. Chứ dùng con này là đảm bảo mượt, cái sự khác biệt nó là như thế. Ok, thêm nữa, mic này, loa này tuyệt vời, camera quá đủ dùng, thậm chí quay video chụp hình, thậm chí chụp cho những môi trường thiếu sáng, iPhone 11 cũng cần hết. Nên rõ ràng với những cái nhu cầu cơ bản hàng ngày mọi thứ là nó mượt mà trơn tru hết từ đầu cho đến cuối luôn. Và đấy là yếu tố mình tin chắc là những người lớn tuổi họ càng ít phải suy nghĩ đến vấn đề là liệu cái điện thoại này làm được cái gì, liệu cái điện thoại này có phải lưu ý gì nhiều trong quá trình sử dụng hay là không, thì càng bớt đi những cái yếu tố như vậy, nó là càng phù hợp với những người lớn tuổi. Và nó đang làm tốt được cái điều đó. Các bạn có đồng ý không?
Ok, tiếp theo, những người lớn tuổi thì sẽ quan tâm đến yếu tố đấy là bền bỉ về lâu về dài, để không phải lo đổi máy. Lớn tuổi rồi thì dân chơi công nghệ cũng không nhiều như anh em chúng ta. Anh em mình thì có thể 1 năm đổi điện thoại lần, 2 năm đổi điện thoại lần. Chứ ví dụ như bố mình là phải dùng đến khi nào nó hỏng thì mới chịu đổi cơ. Mình mà không mua cho cái mới thì cũng chả buồn đổi. Con này 3 năm rồi các bạn. Nếu như theo vòng đời của nó thì có thể sử dụng được ngon lành thêm tầm khoảng 3 năm nữa. Nhiều người dùng cố đấm ăn xôi thêm 4 năm nữa. Thì mình vẫn tin chắc là với một cái điện thoại mới, mua máy mới chính hãng nha, thì cái vòng đời của chiếc điện thoại này các bạn vẫn có thể tự tin cho bố mẹ của các bạn, ông bà của bạn sử dụng thêm tầm khoảng 3-4 năm tới. Và rõ ràng với 3-4 năm mà dùng một cái iPhone không phải lo lắng quá nhiều về những cái vấn đề là lỗi vặt này kia, xuống cấp các thứ này kia, bị lag chậm giật này nọ, lọ chai này kia, thì đây rõ ràng là một cái điện thoại thực sự cực kỳ là phù hợp luôn. Rồi chưa kể, lớn tuổi thì hay có cái thói quen đấy là dùng điện thoại rất là kỹ. Cái đây thì mình phải dùng một cái từ là cực kỳ kỹ luôn. Bố mình hay mẹ mình thì đều dán cường lực này, đeo ốp lưng các thứ đầy đủ. Thì rõ ràng tìm những cái món phụ kiện như thế cho chiếc điện thoại này nó cực kỳ là dễ. Có thể là không đổi điện thoại, nhưng đổ ốp lưng thì lại là chuyện có thể nói là dễ hơn. Để mà thay đổi cái trải nghiệm đi ấy, lâu lâu nhìn cái điện thoại mà ốp lưng nó xấu quá, mua một cái khác đổi, dễ dàng. Tìm những món phụ kiện như vậy cho những chiếc điện thoại như thế này nó cũng dễ hơn rất nhiều so sánh với mấy cái mẫu điện thoại Android. Khi mà phải ship hàng này nọ lọ chai, mua từ những website thương mại điện tử, thậm chí là mua bên nước ngoài thì rất là mệt. Trong khi đó iPhone thì chạy luôn ra 7S đầy dẫy thì các bạn lựa chọn. Đấy, cái sự khác biệt nó cũng là như vậy. Và rõ ràng cũng cần một yếu tố cuối cùng nữa là pin phải đủ trâu. Đủ trâu ở đây nghĩa là gì? Đủ dùng trong ít nhất là một ngày với những nhu cầu cơ bản từ sáng cho đến tối. Thì iPhone 11 nếu như các bạn mua máy mới nhé, thì rõ ràng thời lượng pin của nó thì không có điều gì chúng ta phải bàn. Pin vẫn quá đủ dùng trong ngày với on screen đâu đó tầm khoảng 6-7 tiếng tùy nhu cầu, tùy cái mức độ sử dụng và tùy có chơi game hay là không. Thì chúng ta vẫn có để thoải mái sử dụng từ sáng cho đến tối, đặc biệt là đối với những chiếc iPhone mà các bạn không chơi game nhiều, các bạn chỉ sử dụng những cái cơ bản thôi, lướt Facebook, lướt TikTok, xem video YouTube, thì pin nó lại cực kỳ là lì. Thêm nữa là nếu như không sử dụng để một góc thì cái thời gian chờ nó cũng được tối rất là tốt, pin nó bị sụt từ từ. Thì đối với những người lớn gọi là khó tính ấy, hay có cái kiểu điện thoại sạc đầy pin xong có khi để không lâu lâu mới cầm đến ấy, thì rõ ràng những chiếc iPhone cũng lại phù hợp với cái nhu cầu đó. Chứ nhiều khi kiểu điện thoại mà không sử dụng đến ném một góc mà thấy cái pin nó bị tụt như mấy cái điện thoại Android, khi để không một ngày cũng hết pin. Thì nhiều người lớn tuổi lại bảo ô không biết cái pin nó có bị hỏng hay là không, tại vì tao có dùng đâu mà tại sao pin vẫn tụt nhanh thế. Đấy, rất nhiều người sử dụng những cái điện thoại kiểu cũ feature phone mà chuyển sang smartphone sẽ rất bị bỡ ngỡ ở yếu tố này, phải sạc pin liên tục, thì iPhone cũng sẽ bớt lo đi yếu tố đấy. Thế nên quay trở đi quay trở lại, nhìn góc này góc kia, nhìn kiểu gì chăng nữa, thì mình vẫn phải công nhận một điều là iPhone 11 nó phù hợp với những người lớn tuổi từ đầu cho đến cuối luôn, từ mọi thứ luôn các bạn. Đấy, đương nhiên điểm yếu của nó thì vẫn sẽ có, ví dụ thiết kế này thì quá cũ rồi, nhưng mà hay có cái câu đấy, cũ người mới ta. Bố mẹ mình, bố mẹ các bạn chắc gì đã quan tâm đến những cái thiết kế kiểu khác, thậm chí chắc gì đã quan tâm đến những cái mẫu thiết kế kiểu mới. Nên nhìn cái điện thoại này nó vẫn có sự hoàn thiện từ khung viền kim loại, từ mặt lưng bằng kính, thậm chí mua máy mới vẫn có luôn cái tiêu chuẩn kháng nước IP68, thì nó cũng sẽ là những cái thứ để đảm bảo cho bố mẹ của bạn không phải lo lắng quá nhiều về chiếc điện thoại này. Thậm chí nếu mà nói cho đúng ra thì nhìn nó vẫn có cái vẻ đẹp nhất định của nó, vẫn có sự hoàn thiện xịn sò nhất định của nó. Đấy, loa stereo thì đủ to đủ hay, Face ID mở cũng nhanh, tuy nhiên thì không có cái vụ đeo khẩu trang mở khóa được thì cũng là một cái điểm trừ. May quá bây giờ không phải đeo khẩu trang liên tục nữa rồi. Rồi những cái trải nghiệm khác từ phía bên trong, cảm ứng như nào, màn hình như nào, camera như nào, pin như nào, hiệu năng như nào, dùng lâu dài về sau như nào, hay là những cái về sau như là sửa chữa hỏng hóc, tính phụ kiện các thứ như thế nào. Đấy, các bạn thấy nó có chê được cái điểm gì dành cho những người lớn tuổi đâu. Nếu mà nói về việc mà điểm yếu trên con này thì ví dụ không có màn hình tần số quét cao, không có 5G này, rồi là màn hình không phải là OLED này, về màn hình thì dày này, thiết kế thì kiểu cũ các thứ, rồi tai thỏ thì thô này. Những cái như thế là anh em dân công nghệ chúng mình chê, chứ những người lớn tuổi thì chưa chắc họ đã chê, bởi vì có thể là họ còn không quan tâm đến những cái thứ đó. 5G là gì họ còn chẳng biết, Wi-Fi 5GHz hay là 2.4GHz là gì họ cũng chẳng quan tâm. Đấy, thậm chí dung lượng pin như nào không quá quan trọng, sạc nhanh hay không cũng chả để ý đến. Vấn đề nó là như vậy. Một chiếc điện thoại có những giá trị cốt lõi, nó phù hợp với những người lớn tuổi, thì mình tin chắc nó mới là sản phẩm phù hợp nhất. Và quay đi quay lại sản phẩm này, chiếc iPhone 11 này quá tuyệt vời để mang đi tặng luôn. Các bạn đồng ý không? Comment nhé. Đừng quên check giá tại 7S trong dịp sale Tết trao yêu thương lần này.
Và đừng quên chúng ta còn có rất nhiều sự kiện khác để các bạn có thể mua được những sản phẩm công nghệ với mức giá hời hơn, voucher giảm giá nhiều hơn để chúng ta có những món quà tặng dành cho những người lớn tuổi trong gia đình một cách tuyệt vời hơn. Link phía bên dưới các bạn nhớ click vào để tham khảo nhé. Còn bây giờ mình sẽ ngừng video tại đây. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!